thiệu đây là dàn trung thất rời, model là Kenwood G9, một trong những dòng cao của thương hiệu Kenwood trong phân khúc xây trung, mặt dàn là phê nhôm. Chức năng chính của dàn này gồm có âm ly và 6 CD hoạt động ok. Hai thất còn lại mình dùng trưng bày. Nếu các anh thấy nó rườm rà, không muốn khi mua hàng em ship đi thì cứ nói một tiếng, em sẽ bỏ cassette và MD bỏ lại để cho mình chỉ sử dụng hai chức năng chính là CD và âm ly. Phía sau âm ly có ngõ AUX, tức là rất là nhiều ngõ AV. Mình dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính và nhiều thiết bị ngoại vi khác. Đây, rất là nhiều ngõ. Công suất tương đối khá lớn, lên tới 130W. Hàng nội địa Nhật Made in Japan, chạy điện 100V. Kenwood G9. Giá bán là giá của âm ly và CD, còn cassette và MD em cho theo để mình trưng bày. Các anh không thích rườm rà thì cứ nói, em sẽ không ship theo, để lại cho mình hai thớt thôi. Công suất của loa là 80W một thùng, trợ kháng là 6 ohm, 160W trên cặp loa. Mặt sau, mặt tiền loa tương đối khá ok, nhưng mà phía trên á, do vận chuyển á, có xước này nha, phía trên nóc của cái loa là có xước do vận chuyển. Lưu ý giúp em, giá em bán sẽ giảm cho mình. Mặt dàn là phê nhôm, 6 CD hoạt động ok. Em sẽ mở khay CD ra. Đây em bỏ đĩa sẵn rồi. Mình muốn mở khay nào thì mình nhắn vị trí số trên này thì mình mở ra mình sử dụng. Nãy giờ mình nghe nhạc không lời qua chức năng kết nối điện thoại nha. Bộ dàn này tương đối khá to. Đây các anh thấy không? So với mini là nó to đùng. Rất to hơn rất là nhiều so với những dàn trung khác luôn. Chiều cao của loa là 46cm, chiều ngang cả bộ dàn là 70cm. Sử dụng tốt cho phòng 50m2, công suất âm ly là 130W khá to. Và lúc nào cũng vậy, Kenwood là bát rất là chắc, sâu, chép nó rất là vang. Nên đáp ứng tiêu chí là bát chép đầy đủ để mình nghe nhạc cho phòng to 50m2. Hàng nội địa Nhật chạy điện 100V, nếu nhà can có ổn áp mình cứ lấy điện 100-110V ra sử dụng cho bộ dàn. Còn không có ổn áp thì mình mua cục đổi nguồn kèm theo. Em có bán đổi nguồn giá là 200.000. Lo 3 đường tiếng bát là 16cm nha. Công suất lo là 160W. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Các anh nhận hàng tại nhà, các nào mua bộ dàn này thì cọc cho em 1 triệu. Số tiền còn lại bưu điện sẽ thu hộ. Khi mình nhận hàng thì thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Bên em bán hàng không bao ship nha. Số điện thoại cũng như Zalo bên em là 0931008099. Các anh gọi đến số này để em tư vấn và chốt hàng, hoặc là nhắn tin vào Zalo, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho mình xem trước khi mình mua hàng. Một trong những thương hiệu rất hay của thương hiệu Kenwood, Kenwood G9. Mình muốn sử dụng chức năng cassette hay mà đi thì em sẽ để theo cho mình mang thợ sửa nha. Trên âm ly này mình có thể chỉnh được super bass siêu trầm, chỉnh được lọc âm equalizer, chỉnh ngõ để kết nối điện thoại, TV, máy tính qua USB video. Còn có sụt rao 3D, equalizer, lọc âm, NB, khúc này là super bass siêu trầm. Ngoài ra còn sound direct và nhiều tùy chỉnh khác. CD thì mình nhắn về CD nha. Em xin kết thúc clip test tại đây luôn nha. Các nào mua hàng thì cứ liên hệ 0931008099 để em chốt hàng cho mình.
chiếc hùng gửi thăm tôi nhằm ngày thi sắp tới nên tôi chưa trả lời. Hôm nay xong hết rồi tình bạn sống trong tôi, thư này thay câu nói. Hùng ơi, bọn mình chung lớp chung vui, thời gian vàng son ngắn ngủi qua rồi, bột nghiêng món nợ công quay chữ trả cho thầy. Mười năm háo giấy viết mòn bàn tay.